Sau đây là phần tin Việt Nam được mở đầu với Quỳnh Anh. Các chuyên gia cảnh báo thặng dư thương mại của Việt Nam có thể gây ra căng thẳng với Mỹ nếu ông Trump trở lại. Theo hãng tin Reuters, dẫn lời các nhà phân tích cảnh báo rằng thặng dư thương mại lớn của Việt Nam với Hoa Kỳ có thể gây ra căng thẳng với Washington trong trường hợp ông Trump đắc cử tổng thống lần thứ hai, trong khi xuất cảng tấm pin mặt trời và các sản phẩm điện tử nhạy cảm khác bùng nổ. Dữ liệu của Mỹ cho thấy vào năm ngoái, Việt Nam, quốc gia được coi là trung tâm sản xuất của Đông Nam Á, đạt thặng dư thương mại 104 tỷ đô la với Washington, chỉ thấp hơn Trung Cộng, Liên hiệp Âu Châu và Mexico. BMI, một công ty nghiên cứu và là một phần của nhóm Fitch Ratings, cho biết rằng Việt Nam dễ bị ảnh hưởng nhất bởi chủ nghĩa bảo hộ của Hoa Kỳ. Công ty này lưu ý rằng, trong số các quốc gia không có thỏa thuận thương mại tự do với Washington, Việt Nam là quốc gia phụ thuộc nhiều nhất vào xuất cảng thiết bị điện và các hàng hóa khác có nhiều khả năng bị áp thuế hơn trong trường hợp có chính quyền Trump thứ hai. Đồ điện tử như máy tính hoặc điện thoại thông minh chiếm khoảng 36% trong tổng số giá trị xuất cảng trị giá 114 tỷ đô la của Việt Nam sang Hoa Kỳ vào năm ngoái. Trong số này, gần 5 tỷ đô la, tăng so với 3.2 tỷ đô la một năm trước đó, thuộc về các tấm pin mặt trời được Washington giám sát chặt chẽ vì rủi ro hàng Trung Cộng và sử dụng nguyên liệu thô từ Tân Cương đều đang phải chịu lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ được đưa qua ngã Việt Nam. Các nhóm nhân quyền cáo buộc chính quyền Bắc Kinh lạm dụng người Uyghur ở Tân Cương, điều mà Trung Cộng cực lực phủ nhận. Một nhà ngoại giao phương Tây tại Hà Nội nói rằng thặng dư thương mại của Việt Nam sẽ là rủi ro lớn nhất trong mối quan hệ với Washington nếu ông Trump trở lại Tòa Bạch Ốc. Tuy nhiên, nhà ngoại giao này kỳ vọng sẽ không có thay đổi nào trong chính sách của Hoa Kỳ nhằm hỗ trợ cho ngành bán dẫn của Việt Nam, điều mà Tổng thống Biden đã thúc đẩy như một phần của chính sách friendshoring, tức là sản xuất tại các quốc gia bằng hữu, nhằm giảm thiểu rủi ro từ Trung Cộng cho các công ty. Đại sứ Hoa Kỳ sắp dẫn đoàn Việt Nam dự hội nghị thượng đỉnh về đầu tư ở tại Hoa Kỳ. Ngày 12 tháng 3, thì Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam là Mark Knapper cho biết là ông sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tới dự hội nghị thượng đỉnh về đầu tư Select USA tại Hoa Kỳ vào tháng 6 năm nay. Và Đại sứ quán Mỹ cho biết trên Facebook rằng sự kiện xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hoa Kỳ được coi là số 1 ở tại Mỹ sẽ diễn ra từ ngày 23 cho tới ngày 26 tháng 6. Ông Knapper cho biết là sự kiện này sẽ cho đoàn Việt Nam được thấy môi trường kích thích đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp Hoa Kỳ là như thế nào. Và Đại sứ Hoa Kỳ khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam tham gia hội nghị thượng đỉnh về đầu tư tại đây, mà ông nhấn mạnh rằng dù quý vị đang muốn thành lập cơ sở mới hay là mở rộng hoạt động kinh doanh tại Hoa Kỳ. Cùng ngày 12 tháng 3, thì Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn Susan Burns cho biết rằng bà rất vui mừng khi có cơ hội phát biểu khai mạc buổi hội thảo đầu tư kinh doanh ở Hoa Kỳ do Thương vụ Hoa Kỳ tổ chức liên quan đến hội nghị thượng đỉnh về đầu tư Select USA. Theo Đại sứ Knapper, thì năm ngoái ông cũng dẫn đầu một đoàn Việt Nam tới tham dự diễn ra ở tại khu vực thủ đô của Hoa Kỳ. Và theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ năm 2023, thì đoàn Việt Nam dự Select USA thì có hơn 30 đại biểu từ 20 doanh nghiệp đã hoặc đang có ý định đầu tư sang Hoa Kỳ trong nhiều lĩnh vực và ngành nghề khác nhau như là sản xuất, lắp ráp xe và pin xe điện, công nghệ, thiết kế nội thất, xây dựng, logistics, vận tải, thực phẩm lẫn bao bì. Việt Nam có thể phê duyệt công ước về công đoàn độc lập trong tháng 10 tới. Thưa quý vị, DW ở Đức và Taiwan News ở Đài Loan hôm thứ Ba cho biết, Quốc hội Việt Nam có nhiều khả năng sẽ phê chuẩn công ước 87 của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO trong tháng 10 năm nay. Bản tin của DW và Taiwan News viết rằng, các quan chức Âu Châu tin là Việt Nam sẽ phê chuẩn công ước 87 trước cuối năm nay, trong đó cho phép công nhân tự do lập công đoàn để làm hài lòng những người lớn tiếng chỉ trích trong khối Liên hiệp Âu Châu EU
và tránh nguy cơ bị các đối tác Tây phương trừng phạt vì Việt Nam chậm chạp về cải cách lĩnh vực lao động. Trong web của Mondac ở Anh nhận xét rằng, nếu Việt Nam phê chuẩn Công ước 87 như được trông đợi, điều đó báo hiệu Hà Nội cam kết sẽ bảo vệ các quyền lao động cơ bản và tuân theo các tiêu chuẩn lao động quốc tế. Công ước 87 xác định các quyền cơ bản gồm mọi người lao động được tự do thành lập và gia nhập công đoàn theo sự lựa chọn của chính mình mà không phải xin phép trước, quyền tự chủ, tự quản của tổ chức công đoàn trong việc quyết định những vấn đề nội bộ như ban hành điều lệ và các quy định quản lý nội bộ khác, bầu người đại diện, xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác, quyền tự do của các tổ chức công đoàn trong việc thành lập và gia nhập các tổ chức của người lao động ở cấp cao hơn, cả trong phạm vi quốc gia và quốc tế. Theo các bản tin trên, EU và Canada đã phối hợp gây áp lực lên đảng Cộng sản cầm quyền ở Việt Nam về việc thực hiện lời hứa sẽ cải cách lĩnh vực lao động khi Việt Nam ký Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, bao gồm 11 thành viên và Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam đã thực thi từ năm 2020. Phi trường Long Thành cần 12.000 công nhân khi đi vào hoạt động. Đây là thông tin được ông Nguyễn Xuân Phong, trưởng ban chuẩn bị khai thác phi trường quốc tế Long Thành thuộc Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV, cho biết là tại hội nghị đào tạo nguồn nhân lực vận hành phi trường Long Thành do tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức vào sáng ngày 13 tháng 3. Theo ông Phong, thì con số trên dựa vào kết quả nghiên cứu của tổ tư vấn, đồng thời tham khảo số liệu thống kê của các nước trong khu vực Đông Nam Á và các cảng hàng không hiện đang khai thác tại Việt Nam. Ông Phong cho biết là số lượng lao động trên dự kiến làm việc tại các doanh nghiệp như là hãng hàng không Việt Nam, các hãng hàng không nước ngoài, các công ty phục vụ ở mặt đất, các công ty cung cấp xăng dầu hàng không, các công ty hàng hóa hàng không và các đơn vị cung cấp suất ăn. Chi nhánh phi trường Long Thành, trung tâm kiểm soát tiếp cận tại phi trường. Tổng công ty hàng không của Việt Nam thì số lao động này chưa bao gồm nhân lực của các cơ quan quản lý nhà nước, cảng vụ, hải quan, công an của cửa khẩu, kiểm dịch y tế quốc tế cũng như là kiểm dịch động thực vật. Thưa quý vị, tiếp tục phần tin Việt Nam cho hay, casino ở Phú Quốc lỗ hơn 3.700 tỷ đồng sau 4 năm. Dự án casino thí điểm cho người Việt vào chơi tại Phú Quốc bị lỗ 3.720 tỷ đồng sau 4 năm hoạt động do chi phí khấu hao và lời phải trả lớn. Thông tin này được Bộ Tài chính Việt Nam nêu ra tại báo cáo gửi Quốc hội trước phiên chất vấn ngày 18 tháng 3. Trước đó vào năm 2016, Bộ Chính trị Việt Nam cho phép thí điểm cho người Việt vào chơi casino tại Phú Quốc và Vân Đồn trong 3 năm. Nhưng mới có casino tại Phú Quốc hoạt động từ đầu năm 2019. Bộ Tài chính cho biết casino này ghi nhận doanh thu 6.400 tỷ đồng trong 4 năm, từ năm 2019 đến năm 2023, trong đó 1/3 đến từ nguồn thu năm 2023 khoảng 2.180 tỷ. Kinh doanh khởi sắc trong năm ngoái, nhưng dự án casino đầu tiên cho người Việt vào chơi bị lỗ 3.720 tỷ đồng sau 4 năm hoạt động. Nguyên nhân lỗ do dự án có chi phí khấu hao, trả lời ở giai đoạn đầu nhiều và khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 ở giai đoạn 2019 đến 2021. Hiện tại, casino đầu tiên cho người Việt vào chơi được biết đến là Corona Phú Quốc do Công Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc làm chủ đầu tư. Casino này nằm trong quần thể dự án có tổng số mức đầu tư hơn 50.000 tỷ đồng, gồm 1.470 máy trò chơi, 147 bàn chơi. Cũng theo Bộ Tài chính, người Việt chiếm khoảng 62% lượng khách tại đây, tương đương với hơn 295.900 người trong 4 năm qua. Riêng từ năm 2020 đến 2021, tỷ lệ khách Việt cao hơn do dịch COVID-19 không có khách nước ngoài. Nhưng đối tượng này giảm một nửa vào năm ngoái và chỉ bằng 87% so với trước dịch. Người Việt vào chơi tại casino nhiều nhất ở độ tuổi 39. TikToker nổi tiếng hay chân lợn với cảnh sát giao thông bị khởi tố vì tội đánh bạc. Vào ngày 13 tháng 3, thì lãnh đạo công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh cho biết,
cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Đình Tuấn, tức là TikToker Tuấn Phỏ Mã, 40 tuổi, Đỗ Văn Bình, 28 tuổi và Trần Văn Phúc, 35 tuổi, cùng trú tại huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa về tội đánh bạc. Theo cơ quan điều tra, thì kể từ ngày 15 cho tới ngày 16 tháng 1 tại quán pizza trên địa bàn thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, thì Tuấn Phỏ Mã và đồng phạm đã cùng nhau chơi pizza cá cược, được thua bằng tiền với số tiền cược mỗi ván từ 5 cho tới 20 triệu đồng. Tổng số tiền thắng thua là lên tới 1 tỷ đồng. Và Hoàng Đình Tuấn được biết đến là một TikToker khá nổi tiếng khi mà sở hữu kênh TikTok Tuấn Phỏ Mã 36 với hơn 300.000 người theo dõi và có tới hơn 3.7 triệu lượt thích cũng như nhiều video hàng triệu lượt xem. Do vậy, Tuấn được cộng đồng mạng gọi với cái tên là Tuấn Phỏ Mã. Trong các video được đăng lên trên của mình thì TikToker này thường xuyên hướng dẫn các tài xế lái xe an toàn trên các con đường, đồng thời chia sẻ các tình huống tranh luận với lực lượng cảnh sát giao thông cũng như là cảnh sát cơ động trong quá trình là nhiệm vụ và xử phạt vi phạm. Nhiều video của Tuấn Phỏ Mã cũng đã ghi lại việc người này xin lực lượng hữu trách bỏ qua lỗi vi phạm cho người đi đường. Hoặc khi thấy Tuấn Phỏ Mã xuất hiện thì nhiều tổ cảnh sát giao thông đã bỏ qua vi phạm cho người dân, thậm chí đổi địa điểm tuần tra khi thấy Tuấn Phỏ Mã. Khiến cho người đặt câu hỏi Tuấn Phỏ Mã là ai mà có sức ảnh hưởng đến như thế. Bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin chiều nay của Hình Việt TV. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Ngọc Chiểu và Quỳnh Anh xin được kính hẹn lại vào bản tin kỳ tới cũng trên Hồng Việt TV. Chúng tôi xin thân ái kính chào tạm biệt quý vị.